Không, cái rừng này người ta bán đi mà. Nó sợ là người ta khai thác cho nên là nó mua để giữ lại chứ thiệt. À, vậy đấy. Vâng. Chà, bây giờ quý khoa. Em nó mua chứ. Đã cửa lên kia là offline nha. Offline. Không lấy hình ảnh của bạn cái bãi vừa nãy mà không quay cái bãi vừa nãy còn chưa Nam quay đi. Dạ, Nam quay đi. Nào mời anh Nam sang bay thử chuyến. Rồi, anh khi nào sắp xếp được anh chạy qua rồi anh alo em. Em là cũng nhân viên đấy, đáng lẽ hôm nay em vẫn còn đang đến được bên Ấn Độ ấy. Em bỏ vé để em về sớm 2 ngày. Nhà cũng bị việc. À, sư bên xong nhớ được khi mà đi về kia mấy sư trò mình vừa đi vừa phát á, trời ơi yeah. Mầm dập luôn bây giờ chấm pha đưa cho các vị đó coi đường này rộng rãi thoải mái, đường này rất lớn, con là người ngày xưa nó là đường nhỏ rồi con là người mở rộng lắm mà khu này cũng là cái vùng của mình đúng không nhỉ? Vâng ạ, không đất này là của người khác ạ. Của con chỉ có mỗi cái đoạn đấy thôi, cái mặt đấy thôi, ở đây là của dân địa phương ở đây. Mà lâu quá người ta không làm ha, không làm. Đây thì mình đang đến hồ Cá Nhỡ rồi đây. À. Ước mơ của thầy là đến. À, ước mơ đã tới rồi. Thế này đây. Mà thầy bảo đây đây phát đường mà đi. Đây là cái giờ. Chỗ mà cuối cùng của kết thúc của cái đỉnh núi này. Bắt đầu này, bắt đầu từ đây là sang một cái đỉnh núi khác là chỗ chúng mình trên này nó gọi là Hòn Chùa. Còn chỗ của em ấy là Hòn Én. Thì bây giờ mình xuống đây nhé. Bên trên là Hòn Chùa, cái hòn mà mặt nhìn về thành phố ấy. Thầy nói hay dữ dàng rồi, nó giỏi lắm. Wow. Rồi mấy chị ở trên này chứ hả? Không đi. Đi hả? Đá mà không mở được. Đó là cái được. Mát lạnh luôn đó chú dưỡng. Ừ.
đi lên. Đi vòng lên trên đi. Có cái nào? Có đường đi lên được. Chim của gà điểm được không? Lá liễu này đi lên trên. Lâu lắm rồi này mới đâu được. Có mắt không đấy? Có đấy bà. Ui chết rồi. Cái thằng ẩn chân này sao? Không sao đâu, các bạn cứ đi đi. Các bạn cứ đi đi. Đi có mẹ đi hả? Còn một ông ở kia. Đi thông lên trên chùa đấy. 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 Thư hay lắm, đi với Thư nhiều lần là Thư con rừng chảy núi rất là tuyệt vời luôn. Đi đây con cõng nó cho bà. Thôi mẹ cõng rồi. Đứng lề đứng chỗ hòn đá. Nó đi tìm được. Những tảng đá lớn đâu nha. Đây bên này phải này thầy à. Cái chỗ đây này, những cái tảng đá lớn bên phải này. Đấy, nhưng mà phải đi cắt sang. Để tới những cái khu mà đá lớn đấy. Vâng. Ba quanh khu này ấy, thầy ạ. Đi quanh đây đó. Đây này hết rồi. Vâng ạ. Đây hồi đó có cháu. Thầy cứ đi lên, không con không biết nhưng mà hàng năm mọi người cứ hay thuê người từ bên kia đi dắt sang đây này. Đi trên đây có thờ cái gì không thầy? Có nhà thờ. Cái gì chỉ có một đá cúng thôi. Đây là cây gọc lá liễu là bên đây rồi đó. Đây là khu vực gọc lá liễu ấy thầy. Đây là khu vực gọc lá liễu rồi đấy. Còn không biết cái viên đá đấy, còn đá đấy nào. Không biết cái viên đá cúng á. Cái mình lên một cặp đứng tôi thấy thầy đi lên thêm một chút đi nữa buổi tối xung quanh ôi táo đi chơi dép nào không dép này có mà đi ở đây còn nhiều khỉ lắm. Thì đánh dấu để đường đi thôi. Đường phố Vĩnh Đồng thôi chứ. Không có ngọc nữa.
Alo anh à. Ờ hôm trước gọi em đang ở Ấn Độ nên đi vừa về. Cái gì đấy? Em hỏi này cái cái chỗ mà gộp nã nhiễu mà mọi khi anh hay dắt mấy người sang lễ thì là lễ ở cái chỗ nào? Khúc khúc trong gộp đấy anh. Ở trong gộp nhưng mà à đúng rồi nhưng mà không biết là hòn đá nào, có một cái hòn đá tròn to đùng bên dưới có mấy cái cây đúng không? Có cái khe đúng không? Ở chỗ người ta lên người ta đưa mấy cái thang lên đấy. À ngồi dưới bóng cây luôn à? Dưới bóng cây, chỗ này chưa? À ngồi trong thân cây luôn. Thôi rồi vậy để bữa nào rảnh nhờ anh dắt lên lên đây. Có thầy thấy thầy ở gần chỗ em ấy, thầy muốn vào thăm mà. Gốc cây này chắc xưa rồi. Để xưa lên chứ lại còn đống này. Anh bảo là có một cái hòn đá lớn, có một cái cây mà ở trong đấy có một cái hốc, xong rồi thầy trước này có một cái thầy nào đó hay tu ở đấy ngồi đấy. À chỗ đó. À, nhưng mà bây giờ anh ấy phải đến anh chỉ chứ, nhưng bây giờ có vẻ không chịu. Cái chỗ đấy cũng mòn mòn, bên đấy mòn mòn. Không gian nữa. À đây có mấy cái dấu hiệu của đạo đó, để ngồi sau đó. Mình đi nấu mình đi đó. Đây là cái chỗ này nó thành cái chỗ này là rất là nhiều đá con. Ba kìa ơi. Đi xuống. Không muốn đi vào mãi. Ok. Nào bác Chi bác đến bác dẫn. Bác Chi giờ cũng bó chi luôn rồi. Bác Chi. Nghe em chưa? Nghe. Rồi cái đây là cái hình như đây. À cái hình đó xong rồi mình thấy lại không à. Thì mình vô mình chỉnh lại không à. Nè cái cây tự nhiên hiện lên cặp mắt đẹp không nè. Hiện lên cặp mắt với miệng luôn nè. Cái khuôn mặt này. Yeah. Yeah. Hả? Cái hai mắt này vậy. À, đấy. Miệng miệng này là miệng tự nhiên nè. Nhưng mà người ta sơn cái thành ra nó giống như cái khuôn mặt này. Cái này mà mà chờ thì thầy bỏ ao không? Ông đi đâu phát thì thầy đi đến mà được. Không có xe thì chị. Nhân viên đi đánh nhà là 16 nó mới về rồi. À, cái này chúng ta về nhà mới này. Được phép đang dạy miệng của bắt về. Sáng qua này. Sáng qua về, sáng 5 giờ sáng về đến nhà. Được sáng đến nhà này dọn đưa ông ngoại đi ăn sáng và dọn đầu đi về khỏe ra.
Ủa, mưa đấy, ở Tây Hồ có rộng gì không? Dạ. Tây Hồ rộng hơn hả? Rộng chứ, đó là cái chỗ người ta thờ mà, ta hay lên thắp nhang mà. Không, Tây Hồ rộng hơn hả? Cái đường đi rộng hả? Rộng chứ. Rộng hơn. Ôi giời, cái thằng này con nữa, nằm ngoài suốt. Nó còn sâu vào trong, sâu nó còn mua 400 hectare rừng nữa kìa. Không, cái rừng này người ta bán đi mà. Nó sợ là người ta khai thác cho nên là nó nên mua để giữ lại đấy kìa. À, vậy đấy. Vâng. Ôi giời ơi, em nó mua chứ. Đã cửa lên xe là offline nha xe. Này. Rồi, anh quay lên kia. Từ ngày chúng nó vào làm du lịch giờ đó cũng nên đi trước rẻ.